Dạ anh bạn. Tôi thấy xe đẹp quá, định làm tấm ảnh. Ông chủ tôi phát được không? Được, 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 được. Nhưng mà từ đi ra đây tôi biết cái chỗ này đẹp hơn nè. Đứng đây chụp không đẹp đâu. Đâu, đâu, đâu. Đây, 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 đây. Có cái chỗ này, trời ơi, núi cao đẹp lắm. Thôi, thôi. Tôi đi rác bây giờ mà làm gì có thời gian đây, để chơi tôi đâu. Chở xuống dưới đây luôn. Ở đây có cái cảnh có nước luôn, đẹp lắm. Đây, 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 đây. Nhiều đâu á. Tôi chỉ anh tạo kiểu cho. Rồi xuống đi anh. Ác dữ trời. Vê mà đẹp lắm nè, xuống đi anh. Đi đây. Đi vô, dâm tiệm hoa. Đi vô đây. À, đi vô đây, mày quỳ gói. Mày quỳ gói ngay cái thảm cho tao. Diễn viên hả anh? Quỳ gói cái thảm cho tao. Tôi tao giỡn với mày diễn viên à. Kêu nó quỳ đi em ơi. Ok ok, đợi em tí, đợi em tí. Em cũng là thằng cướp em biết mà, cái sếp. Trời mày, tóc mày tắm mày là ai đó. Mày quỳ gói. Ok anh, ok anh. Để em tìm á. Được không vậy? Được, 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 cất xuống khăn cái. Phải bo cho con tin 500 đô Á chứ. Áp chế nha, nói rõ ràng lên nha, mở cái họng to lên nói cho bi đi nha. Đề nghị mấy anh lui lại, đề nghị mấy anh lui lại. Kể tụi nó lui ra ngoài đường, ngoài trước đối diện mình á. Nó đi chỗ khác, tránh xa con tin ra, tránh xa ra, tránh xa mình ra. Tôi có con tin mấy anh trai ơi, bỏ xuống xuống. Nếu mà tôi không bỏ xuống xuống thì tôi sẽ giết con tin đấy. Tôi nghề nghiệp mấy anh bỏ súng xuống và lui xe ra đằng sau. Cái là anh bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh, chuyện gì từ từ nói anh trai ơi, bỏ vũ khí xuống đi, tha cho người ta đi, người ta vô. Bây đi, giờ tôi nói mấy anh nghe không, tôi đếm 1 tới 3 mà mấy anh không bỏ súng xuống là tôi lụm thằng này đó. Tụi tao cần một người đàm phán, tụi tao cần một người đàm phán. Tụi tao cần một người đàm phán. Ê! Ừ, bây giờ tôi sẽ tới đây. Tụi tao cần một người đàm phán. Lẹ đi. Tao không có nhiều thời gian đâu. Bây giờ tao sẽ thả con tin ra với một điều kiện là được. Bên phía BD không sử dụng spy kit. Còn gì nữa không? Không. Ok, chờ chút. À, bên đối tượng ra điều kiện là sẽ thả, bên đối tượng yêu cầu sẽ thả con tin đi nếu không sử dụng spy kit. Tránh xa ra, tránh xa ra, tránh xa ra, sĩ quan tránh xa ra. Rồi ok, được thôi, nhưng mà anh không đụng tới người ta nha. Rồi, yên tâm, kêu nó đứng lên từ từ đi, kêu con tin đứng lên từ từ đi. Đi từ từ đi, đi từ từ, qua bên phía, cả bên phía mấy sĩ quan đi, đi từ từ đi. Con tin đi về phía xe cảnh sát. Con rồi, tin đi từ từ, lên xe em ơi, lên xe em ơi, lên xe em ơi. Lại đây, go baby. Ba xe là hồi nãy thấy đi nhiều lắm. Mình cứ chạy chi chi thôi. Cứ kìa chạy đi con. Em một xe theo. Bây giờ mắt mờ quá. Đau đầu quá, nhức đầu quá rồi, cho hai kia nhức đầu quá. Thank you.
một mô tô nữa nha, một mô tô, một ô tô. Có mô tô hai luôn ô, hả? Hai ô tô, một mô tô. Ba chiếc. Cái đầu quá. Shit. Một xe ô tô gãy nè, ô tô gãy nè. Còn một ô tô thôi, còn một ô tô thôi. Ô tô gãy hả? Ô tô khó nha, ô tô này khó nha. Ô tô khó nha. Ô tô vẫn đang chạy đằng sau ô tô nha. Nó không lật lại được. Hiểu. Bay, từ từ bay, mình chạy chiêu chiêu đã. Xăng còn đầy bình, chạy bây giờ hết xăng mình thoát. Căng quá mẹ ơi. Gọi điện cho mẹ trước đi. Gọi điện cho mẹ trước đi. Bình tĩnh. Căng đáng. Lô vợ hả? Lô vợ. Nay có vàng cơm trễ nha vợ. Vợ trước nha vợ. Rồi. Nghe giọng sắp khóc luôn rồi. Nghe giọng sắp khóc rồi. Không có. Bơi vậy mới chạy có xíu mà bơi vậy anh em. À!
PD chắc không nghe, không megaphone hết rồi ta. Không nghe PD megaphone nữa. Ôi vợ ơi, chắc trưa nay anh cũng... Vợ ơi, vợ ăn trước nha, anh ăn với khách hàng rồi vợ. Rồi rồi, khỏi chờ cơm anh, khỏi chờ cơm anh. Oh shit. Hai xe là ba xe rồi. Cơm chiếc khách hả Hugo? Cơm chiếc khách anh ơi. Cách nào? Ấy, mà tôi mất rồi kìa. Đây là kia. Ây da! Ê, cứu, quay lại, cái gì vậy? Chạy đi. Trời ơi, quên đang thắt tư an toàn. Đổi ghế, ngồi ghế ba đi. Ghế. Dạ, sao tự nhiên mất gian toàn vậy? Còn gian, còn cá. Cứ dừng lại đi. Đi anh chơi ơi. Chúng tôi không dừng đâu. Ôi, xe đỏ rồi. Thằng local này nó ám. Pha này để ốm đòn em ơi. Bay qua luôn trời. Hai ngày nó trâu quá, tôi nó trâu quá, khó. Mắt mờ quá em ơi. Cứu gì cứu được mà. Kêu ai được, giờ quen ai đâu kêu. Thôi chịu thôi em ơi, mua chung.
Đi đâu cũng gặp nó hết vậy. Đi đâu cũng gặp anh hết vậy. Đi đâu cũng gặp hết vậy. Lên luôn rồi. Lên luôn hả? Thấy luôn rồi hả? Thấy rồi, sao kìa? Trời ơi, sao nó thấy vậy? Xe sắp chịu hết nổi em ơi. Có đường về. Cảm ơn. Điện xanh lá phía trước, dừng lại, yêu cầu dừng lại đầu hàng đi. Chạy tới đây còn dừng lại đó, giang hồ nó kêu mình nhục. Gần như là đi tù. Phương tiện xanh lá phía trước, dừng lại đầu hàng đi. Không có đi đâu hết. Dừng lại đi giúp ta. Không. Sếp, em hối hận quá sếp. Em hối hận. Thật là beautiful day.
Mặt cười, gấm lại đi xúc à. Cơm tù, đá bào. Chạy, không chạy được. Chạy được là không một cụ. Chạy tiếp. Mẹ già con thơ đang chờ ở nhà kìa, mấy anh dừng lại đi. No. Tụi tôi không dừng đâu. Dừng lại đi, đâu hay đi. Cộng nhiều gạch. Mỗi người hai phần cơm cộng đá vào. Mô tô không có cắt được. Dừng lại là thích. Mô tô khó cắt quá. Trời ơi. Dạ. Thấy chưa? Nó báo nữa rồi, ekip nữa rồi, ekip nhiều quá, bên PPD ekip nhiều quá vậy. Biết làm ngắn cắt đi. Làm sao để quốc được nó. Đi cái ngoài sao quốc. Cái này làm sao đi trốn. Có giày không? Không có. Nếu có đôi giày, giờ có đôi giày ném nó rớt được á. Mà thôi ném nó là nó ấy á. Ném nó bắn. Nãy ba đó cắt tường chứ mà cắt tường. Quay đầu là hip hop xuất phát. Quay đầu là tù. Mì dưới ta. One custody. Ghê lên chơi. Có vụ gì sếp ơi? Cứu. Rồi. Cứu với. Cứu, chạy đi. Chạy đi. Đưa chìa khóa. Đừng khóa. Chết rồi. Đừng khóa, Vũ. Đúng rồi. Đừng khóa. Vừa chạy vừa ăn chiêu vậy anh. Đổi ghế nè. Rồi. Đổi ghế cho mày. Rồi, đổi đây. Sẽ không có cái khoan nào cho anh hết anh ơi. Má đâu ra thì bạn đi ngang qua đó vậy. Thấy bắt nhau tôi vô tôi coi thử. Trời ơi. Sultan Lasit màu đỏ này dừng lại đi nào. Anh đang tiếp tay cho một cái đối tượng cực kỳ nguy hiểm đấy. Anh không biết anh đang là... Em bị ôi hiếp sếp ơi. Cứu em với. Sếp ơi, em bị ôi hiếp. Nghe. Meteo Street. Đang hướng về casino.
bỏ đi, đừng có đi đuổi tôi nữa, anh không có bắt được tôi đâu. Sếp đi xe đó hơi khó giáp á. À, đi đường này là chị sếp không có theo được. Nhảy xuống cống hả? Đúng, 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 đúng. Rồi, lại ông xe đó. Shit. Ây da. Chết. Chết rồi. À. Ây, xe sếp cũng bị, xe sếp cũng bị. Xe sếp cũng bị đúng không? Xe sếp cũng bị đúng không? Ừ, xe sếp cũng bị đâu? Bị bắn trước. Xe sếp bị bắn trước, xe sếp bị bắn trước. Rồi mình ráng mình chạy. Mà xe sếp lì quá. Xe sếp là hơi khó cua á. Mình cũng hơi khó cua luôn các bạn. Mình cũng hơn 2 lớp trước các bạn. Chắc là mình chơi góc kia đi. Chơi góc cuối cổng đi. Không được luôn bạn ơi, giờ cua không nổi luôn nè. Giờ cua không nổi luôn nè. Được, 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 được. Giờ xe cua nó được hư 2 bánh trước rồi. Được, được, đủ á. À. Chắc là đúng luôn hả? Ờ, được, được, được. Chắc là leo xuống sủi luôn á. À, sếp sếp gãy, sếp gãy. Tết, 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 chạy, 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 chạy. Sếp gãy, sếp ở trên xe ở dưới, chắc là mình về tẩu luôn á. Tẩu luôn, tẩu luôn, tẩu luôn. Dục xe luôn ha. Buồn rồi, xe mượn mà. Rồi chạy, tẩu, tẩu mọi người, tẩu mọi người. Bay, bơi, bơi đi bạn, bơi đi bạn. Vô cái thế gì vậy bay. Quá chạy đi bạn. Giờ được view bắt cho bằng được rồi. Chạy. Bắt vũ đây là đẹp, bắt vũ đây là đẹp. Đừng bắt thơm mì, bắt vũ là đẹp. Bắt vũ là đẹp, đừng bắt thơm mì. Bắt vũ là đẹp. Ba môn phối hợp ác giữa trời mặt cười. Có xe không? Nghe không nghe gì hết. Đúng là thủ lĩnh bảy cá cha, bơi ác. Đi tìm, em chạy qua cậu đi tìm. Đi tìm, đi tìm.
Check từ bụi một rồi xúc có L. No! 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 Bộ vô điện thoại xong gọi vậy? Tôi tính xem. Cái gì vậy? Đừng có gọi! Nó tắt máy đi! Đang đâu tụi bay tụi nước? Đang đâu tụi bay tụi nước? Đang gần đây nè, đang gần đây nè. Đang trong tàu, đang trong tàu. Đang trong tàu, chạy qua đây cứu tôi, lẹ. Trong tàu à, trong tàu. Chạy qua đây, bên đường. Đang nấp được rồi, mình gọi như vậy. Rồi, để tôi tắt. Lẹ đi. Đang nấp được rồi, trời ơi. Nghe không vậy, nghe không vậy, đang ở đâu vậy? Đang ở cuối cảng, đang ở cuối cảng. Ôi xong rồi, đang ở cuối cảng, lẹ đi. Đối tượng lên thiên lại. Cứu ơi. Tín hiệu không có tín hiệu. Con Vũ đâu rồi ta? Vũ nó gọi ác thiệt. Ây da. Đứng đi. Dạ ơi, em đầu hàng mấy sếp ơi. Ngồi đâu mà đứng im, tôi còng. Ok, anh có quyền giữ im lặng. Mọi lời nói và hành động của anh sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa. Anh có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Và anh có quyền mời luật sư nếu anh... Tóc trắng đâu, thằng tóc trắng hồi nãy nó cũng ở đó luôn á. Chúng tôi sẽ chỉ định luật sư cho anh. Đang nấp, Vũ nó gọi chết tôi. Con thấy. Google Diaz, có anh Google Diaz không? Google đi dạ. Rồi. Em gọi. Gọi này đến đâu luôn, giải trình luôn. Google đi dạ. Tại sao kiểm tra người anh không? Google đi dạ. À, nó kiểm tra xe. Nó kiểm tra xe, xe để đứng tên Google đi dạ. Nên tới nó trình báo. Lấy điện thoại và đàm. Lấy điện thoại và đàm của ta ra nha. Tới nó trình báo. Bắt tới trình báo. Quân cấp cũng chưa nghe nè. Quân cấp chưa. Rồi đúng lúc thiệt. Oh. Ê, không phải là người tôi mới gặp hồi sáng sao? Ê, và đây là công việc anh chọn ở đây à? Dạ... Trời ơi... Khổ quá... Anh gọi là... Tôi gọi là anh á... Anh làm tôi có một gọi là... cái nhìn xấu về người bên gọi là... Lại mẹ con đi theo tiếng gọi của quan tòa. Ở tù 2 năm. Dạ, cái gì mà vậy hả? Sếp có điếu thuốc nào cho em hút, em lấy lại bình tĩnh đi sếp. Thuốc à? Thuốc gì giờ này nữa? Mà anh hỏi người có siêu... học viên có thuốc không? Tôi không, thuốc sếp ạ. Thuốc thì thôi, thôi. Có thuốc đâu? Rồi, giải trình sự việc, tại sao dẫn cớ đến ông hỏi này? Dạ thì em đi làm, em đi giao hàng mà bị ông chủ ổng ổng lừa em. Ổng nói em giao hàng tới cái địa điểm đó. Em giao xong rồi nhưng mà khi mà về em trả xe thì ổng nói là bên phía tạp hóa nói là thiếu hàng. Cho nên là ổng không có trả tiền cho em, đuổi việc em.
nhưng mà trong khi đó là em đã gọi là em đưa hết số hàng cho cái tiệm 247 rồi. Em nghĩ là em bị ông sếp chỗ giao hàng nó dàn cảnh với lại 247 để scam em sếp ạ. Dạ, cho nên là em mới gọi là em chột dạ, lúc đó em đang nóng giận quá cho nên kiểu như không biết làm gì. Cho nên em thấy cái anh kia ảnh đi bộ vào một mình cái quán 247 đó, cho nên là em có ý định là em cướp cái máy tính tiền ở tiệm tạp hóa để em lấy tiền em mua bánh em ăn. Em lấy lại vốn mà cái công sức của em chở hàng từ Túc, chở hàng em chạy lên Túc 12 giờ. Khi mà em về em trả thì em không được tiền mà em còn bị chửi rủa nữa, bị cắt hợp đồng luôn sếp ạ. Này, đúng là với những hành động vừa rồi của anh thì tôi không làm được gì nhiều để giúp anh đâu. Anh gọi là chúng tôi đã yêu cầu anh gọi là dừng xe lại rồi mà anh vẫn gọi là ngoan cố. Cái tội ngoan cố này hơi bị nặng quẩy đấy nha. Anh này sức sống mãnh liệt lắm, quyên anh bao nhiêu lần ở công trường rồi anh cũng ráng leo lên xe người ta. Bây giờ anh khai ra đi, mấy anh kia là ai? Dạ bây giờ một kịch khung, hai là không kịch khung nhưng mà phải khai ra đồng đội. Muốn cái nào vậy thôi, đơn giản làm tóm tắt nhanh gọn lẹ luôn. Dạ, gọi là ơi nữa. Người đi cướp với em gọi là Memphis ổi à? Phải không? Chứ tôi đang phải không? Tôi đang đưa thêm một đối tượng nữa về á, khai cho chuẩn nha. Khai chuẩn nha. Khai sai là tới chuyện á, ở đây có camera phải không? Qua này đưa người kia vào đấy. Dạ cái đó là anh đó ảnh tên là Bandit Uva. Uva? Dạ không phải, anh đó là tên Vũ Junior. Anh coi tôi tin nổi anh không? Trong khi đó một trong một khoảng thời gian anh đổi ba cái tên. Dạ em kiểm tra em. Sĩ quan cho em 2 phút em giữ lại bình tĩnh, em cảm thấy người em nó sĩ quan đưa người kia về đầu rồi. Vũ ơi lên đỏ mặt cười. Dạ kiểu như người em nó đang mất bình tĩnh đó sĩ quan. Học viên lên sẵn đón anh gọi là con tin rồi xong rồi làm việc với anh con tin nha. Hỏi cung anh con tin luôn nha. Sĩ quan cho em nghỉ ngơi chứ em bình tĩnh là để em khai cho nó đúng. Rồi nhé, bình tĩnh lại nha, chứ không phải là suy nghĩ gọi là toan tính điều gì trong cái lúc khoảng thời gian nghỉ. Dạ. Giờ khai ai trời? Giờ khai không lẽ giờ khai anh em mình nó kỳ lắm, không có khai được. Giờ anh em mình về trình báo rồi, không có khai được. Giờ chỉ có khai là khai Vũ Junior thôi. Rồi xong kêu Vũ Junior nó trốn. Chỉ có cách vậy thôi. Hoặc bây giờ mà muốn gây, mà muốn va, bây giờ mà muốn va thì là gọi là Benfit ổi. Đối tượng đi với em là anh đó là anh Benfit ổi à, Benfit Guva. Benfit Guva. Từ anh đợi tôi một tí. Rồi, đợi đây tí đi, đồng đội anh đang gọi là được áp giải vô đó. Ngồi suy nghĩ về cuộc đời anh đi. Tí nữa tôi kết tội anh sao nha. Dạ, đồng đội là anh sao sư quan? Đó, tôi bắt được đồng đội anh rồi. Là ai ạ? Thì anh cứ biết đi. Bây giờ tôi gọi là tôi, anh khẳng định là vừa rồi là anh thay đúng tên phải không? Dạ. Chắc chưa? Trong nói một lần cuối, bây giờ tôi dẫn anh ta vào là tới chuyện nha. Dạ đúng rồi, bê biết ổi rồi. Bê biết ổi nha, rồi ok, yeah. Rồi anh ngồi đi. Cứ ngồi đi. Nước gài. Chết. Có điện thoại sao liên lạc với thằng kia đây? Giờ sao? Nó dắt vô là đái ra máu. Giờ sao? Giờ đéo
điện thoại luôn. Má nó thu điện thoại cho bộ đàm rồi. Khó luôn. Giờ chỉ có Bindi nó chối thôi. Giờ là Bindi nó phải chối. Nó phải biết mình, nó phải chối. Chứ nó không nhận nó là ăn trộm chung với mình được. Nó phải chối. Nhắn tin Facebook à? No. Bây giờ thì kịch khung chứa sao? Không có nhắn tin Facebook nha. Tào lao rồi đó. Đặt trên hồ sơ em đi. Rồi, ok. Anh làm việc với cái... Tôi xin nhờ anh ra đây, anh ra đây. Anh có tin anh ra đây. Có tin rồi. Rồi, ok. Đây là người anh bắt làm con tin. Và cho tôi hỏi là bây giờ anh... Tôi hỏi gì tôi không hỏi luôn. Và tôi xin nói là anh sẽ phải đền bù một khoản tiền cho anh này để gọi là đảm bảo về mặt tinh thần. Anh bạn à, thì tôi hồi nãy... Anh bạn, thanh niên này biết tên anh chưa? Chưa anh ơi. Rồi ok, yêu cầu anh giữ bí mật mọi thông tin về gọi là danh tính của anh. Được chưa? Ok sếp. Rồi. Anh bạn. À, tôi tổn thương nhiều quá, giờ tôi không biết nói gì. Bạn nãy, hồi nãy tôi cũng chỉ là lớn tiếng với anh bạn thôi. Chứ tôi cũng đâu có đánh đập với anh bạn đâu, đúng không bạn? Không, tôi tổn thương nhiều lắm anh ơi. Tôi tổn thương lòng tin anh ơi. Thì tôi xin lỗi anh bạn chứ hồi nãy tôi cũng đâu có đụng tay, đụng chân anh bạn đâu. Nhưng mà tôi tổn thương nhiều lắm anh ơi. Nhưng mà bây giờ em cần xin lỗi bằng tiền cho anh ơi. Nhưng lời nói không có tác dụng anh ạ. Chứ chị về mặt tâm lý cho em. Dạ tiền thì nói thiệt thì anh bạn ơi, tôi cũng có nhiều. Tôi khổ lắm rồi tôi mới đi cướp cho anh bạn ơi. Xe đẹp thế đi cướp rồi kêu không có tiền ba. Ơi xe của người ta, xe của người ta với tôi đâu. Tôi đi ăn trộm xe của người ta mà. Tôi cũng chỉ là kẻ ăn trộm thôi anh bạn à. Tôi làm gì có xe. Nếu mà tôi có xe thì cuộc sống của tôi đâu phải là đi giao hàng đâu. Sức đi giao hàng có 1.000 một chuyến, còn bị cái thằng sếp với lại 247 nó liên kết nó lừa nó. Rồi sếp ơi, em tổn thương nhiều lắm sếp ơi, em cần khoản bồi thường sếp ạ. Yêu cầu 10.000 sếp ạ. 10.000 không, cái đó quá anh trai. Ăn cướp hả? Anh bạn ơi. 5.000 không, cái đó 5.000 không được. Không được ạ, thế bao nhiêu là... Bây giờ anh tổn thương cái gì? Em tổn thương về mặt tâm lý ạ. Tâm lý bây giờ nếu mà... Vết thương sâu sếp ạ. Vết thương sâu nhà anh thấy cũng cần bác sĩ tâm lý. Anh phải cần có tờ giấy chứng nhận tâm lý, anh tổn thương tâm lý. Thế là phải đi đâu để kiếm bác sĩ ạ? Phải đi đâu, nhưng mà vấn đề là bây giờ anh phải kiếm một cái bồi thường nó hợp lý. Chứ không phải anh cứ nói anh tổn thương tâm lý là anh tội người ta như vậy được. Thế thôi, tầm 2.000-3.000 cũng được sếp ạ. Rồi, ok. 1.000 thôi đủ mà anh, tôi đúng là người không có tiền nhiều á. Thôi, em cũng cần cái bánh chai nước. Thì cái bánh chai nước là 1.000 combo. 2 combo rồi anh ơi. Nghèo quá, mày đi cướp mày nghèo quá vậy. Trời ơi, có ai đi giàu mà đi cướp hả anh? Anh nói câu gì kỳ vậy anh? Nghèo thì tôi mới đi cướp chứ anh, tôi túng quá là tôi lập liều. Chứ bây giờ mà tôi giàu thì tôi đi cướp làm gì anh? Thôi, chốt bao nhiêu? Thôi, 1.000 được. Rồi, ok. 1.000 thôi nha anh. Rồi, đưa tôi 1.000. Tôi có tiền không? Trời ơi, tiếng đồng hồ mấy chuyến giáp của tôi được ứng 1.000. Cái để em xin. Chứ mà nói giàu là người ta đi làm con tin hết rồi chứ đâu ai đi làm rác nữa anh. Đúng rồi cậu, nếu mà như cậu là người ta có mà mở là gọi là dạ, công ty con tin rồi đấy. Em có quăng cặp tiền
vô tôi rồi, xin tôi lên tôi. Ok, ok rồi. Đi cướp mà nghèo quá vậy. Cái này mình ghi vô báo cáo luôn nha. Tiến hành bồi thường cho con tin. Rồi gửi anh nghe. Rồi bây giờ mà là một người nam ở Hán, anh là chọn lựa một cách trả thù người ta bằng cách cướp người ta. Tôi tại sao không nghĩ cách khác là chúng ta sẽ làm giàu bằng cách khác của chúng ta, như lợi phạt một tiền giờ mặt ông chủ cửa hàng. Dạ tại vì đi cướp như vậy. Dạ tại vì em kiểu như em cũng muốn bực quá, tại vì người ta đối xử với em như vậy á, cho nên là em ghét quá em tới tiệm 247 để em cướp luôn. Tôi gọi là con hả? Bằng tùng tin đầu tặc phải không? Dạ. Anh mà kiểu này anh cứ bằng tùng hoài chắc tôi gặp anh đây hoài luôn quá. Dạ lần này chắc là có nghĩa là chắc là... Rồi bây giờ cái câu chuyện đời tư rồi tôi cũng là... Cái câu chuyện đời tư của mỗi cá nhân. Cuộc sống Los Santos này khó quá. Hello. Dạ em đây Rồi ok quay lại rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi đến gọi là phương tiện của anh. Anh lấy đâu ra cái phương tiện Sultan màu xanh đó? Dạ cái chiếc Sultan màu xanh đó ở chung cư anh ta, ở dưới ngay cái bãi đổ xe chung cư anh ta, cho nên là em bẻ khóa em chạy ạ. Rồi thêm tội nữa bẻ khóa xe nha. Thêm tội là tước đoạt tài sản. Đấy. Rồi tiếp theo là lẩn tránh liều lĩnh. Hay. Và là trộm cướp. Thì chủ xe đang bị thẩm vấn ở trong kia. Quá ôi dồi ôi. Thôi Covid lây bây giờ nữa. Không ghê có bị Covid gì đây. Rồi bao nhiêu tội rồi cô Mim? 3 tội phải không? Ok. Quan ơi chị Quan. Đợi một chút, chị Quan vừa làm việc lại với anh chủ xe. Ừ, tôi chỉ gọi là... Ok. Rất có là vấn đề á. Rất có vấn đề hả? Ok, rồi. Tới. Tôi nghĩ là nó không đơn giản chỉ là xe xuống trên ta mà lóc đâu. Dạ. Thì có cái gì đó bên phía sau. Dạ. Rồi, trình bày căn cước, trình bày thẻ chứng minh. Dạ bây giờ không có điện thoại, không có coi được á. Sĩ quan ơi em đi đâu đường em cất cái CD. Rồi gì đi vậy anh, xe anh đưa ngón tay đây. Anh đưa ngón tay qua. Rồi đưa ngón tay qua. Rồi ok. Các bạn xem cái tội không có giấy tờ không sao? Anh này, rồi chắc có đó, có đó, đúng rồi ra ngoài đường không có giấy tờ đó. Không có giấy tờ. Dạ, hình như là cái vụ đó đâu có đâu mấy sĩ quan. Đi ra ngoài đường không mang giấy tờ thì cần phạt 250 đô. Phạt 250 đô. Còn không anh sẽ. Chị hai đi. Ra go. Máy quét bằng tay bảo vậy. Đơn vị Santiago nha, 10173. Đi quân quê rồi. Rồi, có giấy phép lái xe, có con 8F và con Dubstar. Ê, cũng giàu mà chứ đâu có nghèo đâu anh trai. Vậy mà bồi giàu thường giàu tiền bồi thường. Giàu đâu giàu chứ Quang ơi, em mượn nợ để em mua em đi làm đó chứ Quang ơi. Tôi thấy con đúp này, nếu mà tính con 8F ra. Em đi vay nặng lãi đó chứ Quang ơi. Một ngày em phải trả hết 20% của con xe. Một ngày em trả cho tôi nó bạc 10. Con xe 160.000, một ngày em trả cho tôi nó 16.000 đó chứ Quang. Có ai gọi là điên khùng mà tự nhiên không có xài mấy chuyện đó, tự nhiên mua vay nặng lãi rồi mua xe chi không? Trời ơi, cái đó chứ quan cũng không biết được đâu. Mua xe làm gì, sĩ gái hả? Dạ em mua chiếc 6 bánh đó để em đi làm ong. Lòi ra làm ong nữa. Trời ơi, em đi nuôi ong. Mà em nuôi mà ong gần thu hoạch rồi em bị cướp. Đời nó khốn nạn với em lắm sĩ quan ơi. Chứ không phải là tự nhiên mà em khùng khùng đi cướp lắm sĩ quan.
Ê, mà nuôi ong, anh nuôi ong trái phép, gọi là bên kiểm lâm ta kiểm tra đó nha anh. Thường dạ, không có trái phép đó, sếp ơi, em là em nuôi ngay chỗ cái vườn dâu đó. Vườn dâu, ok. Cái chỗ là bên, có cái ông chủ farmer đó là, nói là nuôi đó đó. Rồi, ok. Thôi thì để tôi lo bên thành phố thôi, bên nông nghiệp vườn kiểm lâm này kia họ nắm. Tôi không có rành luật bên nông nghiệp. Mà để xem, phải đợi ông chú thôi chứ giờ tôi chỉ hỏi anh bao nhiêu thông tin đó là đủ rồi. Đợi ông chú thôi. Hả? Có nghe? Cướp? Trộm cắp bằng hay là cướp? Đây, từ từ để tôi đọc lại nè. Cướp chị ghi cho đủ bill hay sao vậy ta? Chị gái ghi cho đủ tiền rồi. Cướp cái đầu một là mức vàng á. Dạ rồi, sếp ơi. Cho nghe. Đúng rồi. Chúng tôi đang muốn giúp anh đó, anh đừng để chúng tôi phải xử lý. Em muốn cái gì chúng tôi phải làm nha. Rồi, đến rồi. Căn phòng của sự thật đã đến. Quá mấy sĩ quan ơi. Anh vô lòng giữ trật tự nha. Dạ, bụi quá. Giữ trật tự đi anh trai. Dạ. Trai ngồi yên đi. Em thành khẩn khai báo mà mấy sao có thể giảm. Thật là cảm ơn vì đó là Beauty Fan đây. À quên, cái đồng đội của anh đi với đồng đội ai là ai quên rồi. Bevis Vũ à. Dạ, Bevis Guva. Bevis Guva. Sự quan lúc xem search Bevis Guva xem. Bevis Guva. Mà có ai Bevis Guva. Cướp hả? Cướp thôi sư quan, sửa lại cái tội kia thành cướp thôi được. Tôi mong để xem là dẹp nhẹ này được không. Bevis Qua. À, đặc điểm nhận dạng của anh Bevis Qua là sao? Dạ, anh có, anh đó có một mái tóc gọi là cái đó gọi là kiểu tóc gì nè, em cũng không hiểu đâu. Cái kiểu tóc kiểu mà giống là... như con chóc màu á, con chim chóc màu ở Việt Nam á, sĩ quan. Có nhiều có cái đỉnh của anh ta có nhiều màu gì? Dạ màu xanh à. Áo anh ta gọi là đặc điểm nhận dạng anh ta sao? Dạ, anh gầy ta hay ốm hay cũng mập? Mang màu xanh, anh ta cũng ốm. Ốm. Okay. Màu xanh và màu đỏ. Ủa kìa, anh Bevis Guva này đồng đội của anh mà. Trong khi đó tôi ở hiện trường tôi đâu thấy có ai ốm ốm đâu. Tôi thấy đồ mập mập không người ta. Có, nhưng mà không, nó mặc cái đồ bự bự ra đó sư quan. Nó mặc đồ bảo hộ á.
Ok, qua từ từ. Yeah. Tôi có số điện thoại của anh Bevis nha. Tôi gặp anh này rồi. Hỏi ơi, đi rồi. Ngủ. Hỏi ơi, đi ngủ giùm anh gọi ơi. Đi ngủ giùm anh cái hỏi ơi. Ồ. Mất máy rồi. Nó trốn rồi chứ Quang ơi. À không, để có gì tối tôi liên hệ lại. Nếu mà tôi sẽ ghi nhận lời khai này của anh và tôi sẽ ghi vào bản. Và nếu mà tôi liên hệ anh Bevis này và tôi lấy lời khai, nếu mà không được đặt thì tôi sẽ, anh cho dù anh cải tạo xong thì tôi vẫn sẽ bắt anh vì cái tội khai gian. Dạ dạ dạ. Ok. Chào cơ sở. Điện thoại của anh đây này. Dạ còn bộ đàm thì sao ạ? À, chúng tôi chỉ trả điện thoại thôi. Ừ, bộ đàm chúng tôi tịch thu nha. Dạ. Chỉ trả điện thoại thôi. Dạ, dạ. Rồi, mời anh vào. Dạ. Sĩ quan, sĩ quan Mim có gì nhẹ tay cho em chứ em cũng thành khẩn khai báo á, sĩ quan Mim. Tất nhiên là tôi sẽ giảm nhẹ chứ, thành khẩn khai báo. Mà tôi cũng chưa xác tính là thành khẩn hay không nữa. Trước mắt cứ giảm cho anh trước đã. Nếu mà tôi điều tra mà cái lời khai báo của anh khai mang á, thì lần sau nếu anh vào đây nữa thì tôi kịch khung và cũng nhân hai luôn. À, dạ, dạ. À, tôi sẽ hỗ trợ cho anh nha. Dạ, em cảm ơn anh Siêu Quang á. Rồi. Ghi số cẩn thận nha cô Mim. Ghi nghĩa là cô ghi là 122 là thấy bộ nội luôn đó. Đừng chửi đời nữa, hay chửi. Ngủ da beo luôn hả? Chế máy hồi anh em ơi. Mình có VPN mà, mình đi chế máy hồi. Chế lại cái một mà. Giao có là bao. Để gọi cho mình coi. Có content cho anh em coi, muốn gì nữa. Có VPN rồi, chế lẹ lắm anh em ơi.